Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau tiếp tục với cả Stickway Legacy. Thì trước khi bắt đầu video phải để cho mình like, share đăng ký nhá. Ok bạn ơi, để xem mình thêm một ngày lên internet để xem liệu có cái gì không anh em nhá. Một ngày lên internet để xem họ sẽ có những cái ấy nào mới anh em ạ. Ok ok. Skibidi đâu rồi? Để mình xem nó có gì khác không hay là vẫn bình thường như thế. Đa phần là toàn là những cái sứ mệnh bình thường thôi anh em, chả có gì đặc biệt cả. Hoặc là do chúng ta chưa tìm xong anh em, hoặc là do đơn giản là chúng ta chưa có tìm xong. Đấy, trời ơi. Ờ được rồi, đây. Ôm nhận vương miện, ok. Nhận vương miện phát anh em ơi. Khó nhờ nếm nhồ, giờ chẳng biết làm cái quàng ten gì nữa. Thôi để mình mở hết dương ở đây đã, trực tiếp anh em ạ. Ok. Đi á, đầu tư gần ăn lời xa, đầu tư 40 game ta. Bỏ ra 40 game, xem nhận lại cái gì anh em nhá. 15 game này. 325 game, ok. Em đầu tư ra 40 game để nhận lại được 15 game. Không, thực ra giá trị nó vẫn hơn 40 game nhưng mà thực ra nó không xứng đáng lắm, anh em chờ một giờ được. Thế nào? Dương, đấy, dương ngày trước nhá. Một là số lẻ, đấy, giờ 1 tỷ mới là số chẵn anh em ạ. Mỗi khi giờ 5.000 là số lẻ rồi. Đây. 1 tỷ mới là số chẵn. Đấy, sẽ quá là chất luôn. Thôi được anh em ơi, ngày dương, anh em có nhớ ngày xưa gọi là mình đã từng sao lại bị lỗi mình không có vào được này. Mình đã từng thề rằng anh em làm clip là mua 1 tỷ item. Đấy, mình định làm như thế nhưng mà cái vấn đề ở đây đó chính là mình méo thời gian để mà mua. Mà sao tại sao mình không mua được con cai này nhỉ? Này, con cai mình không bấm vào được này. Thôi đây anh em, mình sẽ vào tặng chết ở giải đấu xong mình bấm vào cửa hàng anh em nhé. Đây, cửa hàng này. Không bấm vào được cai này đâu này, từ từ đã. Này này, mình sẽ làm lại con ơi. Ok con ơi, sau khi chuyển đi chuyển lại thì đây, cửa hàng này. Đấy, mua được rồi anh em, ui chết mẹ rồi, méo có tiền rồi. Rồi, profile anh em ơi. Free shopping à, install with auto add item đấy. Rồi, mình chỉ cần ngồi đây mình treo AFK là chắc chắn sẽ có tiền ngay. Chắc chắn sẽ cộng thêm được mấy nghìn ngay anh em ơi, cộng thêm được mấy trăm này. Nhưng mà tốc độ như vậy thì lại hơi chậm, mình sẽ bật phải bật free shopping lên. Đấy. Đó, mình bật này để mình mua thêm kim cương. Mua gói đắt nhất để cho nó nhiều kim cương nhất có thể anh em ạ. Ok giờ. Được rồi anh em ơi. Ui, còn nhận thêm một đống dương vàng nữa cơ. Núi ngọc này. Ok rồi. 60 mấy nghìn kim cương rồi, mua thôi. Ok chưa. Mua bút thêm anh em nhá. Mua bút thêm anh em ơi. Thôi mình tắt cái này đi. Mình tắt cái get item đi anh em nhé, vì hơi bận tí. Lên 22.000 item mua này anh em ạ. Ok chưa. Nào giờ mình chỉ cần ngồi đây quay tay. Đấy, chắc tầm mấy tiếng thôi là sẽ được anh em ơi. Thế nào? Auto click đúng rồi, auto click anh em ơi. Đâu rồi? Đây bên này. Auto click. Yep. Mình quên lắm, à đây. Anh em nhớ ma tiêu mười mấy nghìn game trong chốc lát thôi. Được rồi anh em ơi, trong chốc lát thôi. Thôi mình sẽ skip nha các bạn nhá. Ok quán ơi. Như vậy là mình đã gọi là ơn được 999 triệu item rồi quán ơi. Nào mình cần mua 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, 999 triệu rồi. Yes sir. ok con ơi, con thấy chưa, quá là ghê gớm luôn, chứ còn gì nữa đúng không anh em, quá là gớm ghế luôn. Đùa đấy con ơi. Chắc cái này anh em nào mà để ý kỹ là sẽ biết thôi, hoặc anh em đã từng sử dụng anh em sẽ biết. Ok, xem nào. GL đâu rồi. 10.000 vàng, 2 quân. Làm sao đây, tiện thì đang có 1 tỷ Kaider đây anh em.
số dài ngoãng như thằng Deep Ron này luôn. Thì mình sẽ quyết định là auto add item đâu. Đấy. À auto add item đây. Chọn chưa? Rồi. Ok, nhân tiện lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng Kai Rider ra để mà đánh em nhá. Ok chưa, 1 tỷ con mà, xài chén ga đi em ơi. Ok chưa 1 tỷ con thì xài chén ga thôi chứ còn gì nữa. Ok chưa À đúng rồi, mình thử xem là liệu muốn thắng được bàn 395, cái bàn khó nhất là mình lần trước ấy. Lần trước mình xem trên YouTube xong người ta tìm ra ấy. Đấy, cái này không phải mình tìm ra con nhớ mà là mình xem trên YouTube xong người ta tìm ra. Đây, để mình xem nào. Đây đúng không? Bàn 395. Đúng rồi, bàn 395. Mình thử với cả 1 này, 2 này, 3 cái này đưa quan được không em nhá. Thử nhá, bởi vì là thời gian cái này rất là lâu, giai đoạn đầu rất là dễ. Thế là đây giai đoạn mà cái này đưa có thể trộn ra 1.000 con zombie rồi. Đây là giai đoạn mà Kaider có thể chuối ra 1.000 con zombie rồi anh em ơi. Đây là đoạn rất là đơn giản luôn anh em thấy chưa. À, có bạn bảo là con Sandstone ở chế độ cực khó lên đến 80.000 máu. Phải là nhầm anh em ơi. Con dạng bạn bảo là ở chế độ cực khó 80.000 máu. Để mình xem như thế nào anh em nhá. Ok chưa Đâu rồi 80.000 máu à, phải thử mới được. Nhìn đây, lag, mình chỉ sợ là máy mình sẽ nổ trước khi mà đây mình cho zombie công lên thôi. Mình chỉ sợ máy mình sẽ nổ trước khi mà nó kịp ấy thôi anh em ạ. Đây chưa, ui lag điên con ơi, lag điên thôi mình nổ máy mất anh em ạ. Không chơi Kai Rider đấy anh em ơi. Đây mình sẽ muốn kiểm chứng lại xem thế nào anh em ạ. Ok, mình sẽ bật good mode và one hit cho team mình. Rồi giờ mình sẽ tua nhanh game lên để cho mọi thứ chơi qua nhanh em nhá. Bạn bảo là 80.000 máu, mình không biết là có thật không anh em ạ. Đây. Ok chưa. Đây con da stone này là bình thường thôi em nhá. Đấy mình cần con da stone titan cơ, con da stone này. Đâu xem nào. Đây là mình tăng tốc độ game X10 nhá. Tăng tốc độ game X10 nhá, mà chưa chắc là đấy về con da stone đấy là một cái con mà ở dạng cuối cùng em ạ. Bàn này ít phải chơi, nếu anh em chơi bình thường thì 30 phút mất anh em ạ. 30 phút mất. Bàn này mỗi cháu một xiên thôi. Đã quá muộn à? Quá muộn này. Hay à, đây à. Mấy con anh gần đấy không thành vấn đề anh em ơi. Ok chưa, để mình đẩy quân lên xem nào. Mặt trăng mãi không lặn luôn mà. Đây à, vẫn là ra stone bình thường, chưa phải là con mình mong muốn anh em ơi. Xem nào. Ok, lại là, à đúng rồi, qua cái lần khổng lồ nhá. Lại còn thêm khổng lồ vô cắt tích, thì cả khổng lồ ăn đét nữa, giời anh em chưa. Đông vãi cả trưởng, xong còn 3 con final boss nữa cơ. Đấy. Lại còn 3 con final boss nữa, lại còn vô cắt tích đấy. Mẹ nó cứ vậy. Các bạn bảo là Đây. Có bạn comment cho mình là dễ thôi, chỉ cần chơi cung. Cung thì cụ thể ở đây nó phải là cung vàng hoặc là Kichu thì may ra mới ăn được, chứ bạn mà chơi full cung thì méo ăn được bạn nhá. Đây. Để mình bật cái này lên. Đây à, đây full cung nhá. Đây chơi theo ý bạn này đó chính là chúng ta sẽ chơi full cung. Đâu, flash bui auto win đây, flash bui auto win. Cái vấn đề lớn nhất ấy đó chính là nếu mà anh em chơi full cung này, mình sẽ cho hơn 100 cung luôn. Đây, mình lỡ cho vậy đúng không? Mình sẽ tắt luôn cả ultimate weapon đi, mình cho full cung, cho hơn 100 cung. Ok, 100 con cung nhá. Và cái vấn đề lớn nhất ấy là nếu mà chơi full cung như thế này này, đó chính là gặp cái khổng lồ này đập cho tắt điện luôn anh em ạ. Đấy chưa, chưa kể còn 3 con boss nữa. Đấy, chưa kể là chúng ta sẽ còn 3 con boss nữa anh em ạ. Đấy em giờ nó đập kìa, có làm được gì đâu mà. Trừ khi là anh em thêm mấy con giáo nữa. Cái bàn này là yêu cầu anh em phải tiếp tế liên tục. Đấy, chứ không thể nào mấy được. Ok, còn 80 con thôi anh em ạ.
Nói chung cái bàn này cái vấn đề lớn nhất là anh em phải cho full đà vàng này, cộng với việc là phải ráo cung khổng lồ hợp lý các thứ, chứ không thể nào mà chỉ cho nhiều cung mà thắng được đâu anh em ạ. Đây, để mình tua nhanh game lên đến cái lúc mà ấy phát anh em ơi. Ô quên, đây rồi. Mà có bot rồi, anh em, có bot rồi. Đây. Anh em hiểu ấy. Đây anh em hiểu này, ba con bot nó rất là trâu mà có một con kim doan này. Ô. Ô vậy là cũng có thể được anh em nhá. À không. Không được anh em ơi. Đừng võ chết đấy. Bởi vì là bọn cung máu mỏng quá anh em ơi. Cung máu mỏng quá. Này dẫn phát bốc hơi hết mẹ rồi. Thế nên là nói chung là cũng phải yêu cầu thêm giáo thêm kiếm anh em nhá, chứ không chơi thì cung thì méo ăn được anh em ạ. Nhiều cung thì không méo ăn được đâu, phải thêm giáo thêm kiếm cơ. Ô. Sao con này mình đập mười mấy nghìn máu này, hình như con nó hưởng được gold mode hay sao anh em ơi. Chứ giờ nó đập một phát mười mấy nghìn máu cơ mà. Để mình thử tua nhanh game anh em nhá. Bởi vì là hết à. Đây. Nãy có con đánh mười mấy nghìn máu luôn anh em ạ. Xem nào. Đâu con này đánh mười mấy nghìn máu ta. Không chẳng có như nào cả. Chắc nãy mình nhìn nhầm anh em ạ. Con Gip John nó mua cho mình khỏe hết anh em nhá. Đấy. May em mua cho anh em con Gip John thì không được qua đến lẹ Gip Cook rồi. Đấy. Như vậy là vẫn còn 28 con áo. Thế nên là bàn này là thêm một nữa là do mình chưa trích cái lỏ. Đấy. Do mình chưa trích cái lỏ nên là anh em có thể mua 100 con cung nó dễ dàng như thế. Chứ thực sự là mình sợ là đào hết cái đống vàng này cũng méo mua được 100 con cung đâu. 100 con cung là khoảng 30.000 euro. Cũng được nha. Quan trọng là thời gian tải thôi. Khi nào mình sẽ chơi thử một lần nghiêm túc xem thế nào anh em ạ. Khi nào mình sẽ làm một thử một ván nghiêm túc để xem mình có win được không anh em nhá. Ôi đây. Có con nó bắn one hit này. Bảo sao thua anh em ơi. Hiểu rồi. Bảo sao nãy gọi là có con bọn boss thứ kia nó méo ăn được. Hóa ra là có con nó bắn one hit anh em ạ. Có con nó hưởng cái sức mạnh one hit anh em ơi. Bảo sao mẹ. Có con kiểu nãy mình bật gút mốt ấy, thế là tự dưng nó lại lây sang một con tiếp theo ra ấy. Thế nên là bảo sao nãy ba con bot ngõm quá là nhanh, rất là vô lý. Hóa ra là có một con one hit này, đúng thật. Ok, mình sẽ để một con one hit đấy cũng được. Đây mình xem mục đích chính của mình là muốn kiểm chứng là xem một con gian stone như thế nào anh em nhá. Ok, đều is coming rồi. Rất đông zombie, pha này rất đông zombie anh em ơi. Đây rồi. À đâu đây ra stone bình thường ạ. À đây. It's here. Chưa nó. Đâu xem nào. Con này bao nhiêu máu? 80.000 máu thật bạn ơi. What the hell. Ok, để xem liệu đội quân mà có một con one hit nhỉ. Khổ quá anh em ơi, có một con one hit nó bắn một phát 20.000 máu thì làm sao kia được. Thôi để mình cứu hết team mình đi. Đây. Để mình chọi Hip John cài được cái thứ ra để solo kill anh em. Để xem có win không em nhá. Tất cả item luôn anh em ơi, tất cả item thôi. Thì chắc chắn là ăn được thôi, nhưng mà con kia nó quá là trâu đi anh em ạ. Ngày xưa mình chỉ nghĩ là 80.000 máu thì chỉ có thể là chịu hồi. Không ngờ rằng là có thật anh em ơi. Có vẻ lần trước mình để chế độ khó thì là 50.000 máu anh em ạ. Khó 80.000 máu. Riêu anh em nhá, công ty này riêu nhá. Được chưa? Và giờ còn đúng không con này để mình đánh anh em. Còn đúng không con Gaston thì mình bu lại mình đánh anh em ạ. Anh em hãy nhìn đi. Còn một con Gaston team mình bu lại để đánh kìa. Má nó trâu biết bao nhiêu anh em ạ. Nó trâu biết bao nhiêu luôn ấy. Đây mình đang để cho nó tẩm quất rồi được ạ. Tua nhanh thời gian gấp người đánh rồi anh em ơi. Ok con ơi. Nhưng thôi chắc như các bạn hãy cái nhạc thôi. Cảm ơn các bạn. Bye bye.